trước khi nào ta nghe tim ta chơi vơi, trước khi nào thanh thời. Khi em ngang qua đây chẳng hiểu điều chỉ cho tôi mê say, sẽ nhận lại bao đắng cay. Đã một khoảng lưng chừng bỏ hết mọi sự sau lưng, vẫn là tiếng nói của công lý thúc giục ta bước mạnh hơn. Nén một sự căm hờn, nhịp biết trao cuộn từng cơn, chờ chờ ánh nắng mới sẽ đến, nhưng tự mình ta sẽ đi tìm kiếm. Tìm lại một phút yêu thương, một phút đam mê từ trong trái tim này. Dù là làm mắt hơi cay, làm chán hơi xoay, niềm tin chẳng hề lay, xóa hết bóng tối, đem ra ánh sáng. Người nào làm chuyện xấu chi đây, tội ác chi đây, rồi cũng sẽ phô bày. Chẳng thể nào lừa dối chi nhau, chuyện cũ bao lâu ta chẳng giấu được đâu. Có ánh sáng ấy, nhẹ nhàng bình minh đang lên chói chang đời. Đừng vì hư vinh từ bỏ chính mình, đừng vì tham lam đánh mất chính ta. Tìm lại một phút yêu thương, một phút đam mê từ trong trái tim này. Dù là làm mắt hơi cay, làm chán hơi xoay, niềm tin chẳng hề lay, xóa hết bóng tối, đem ra ánh sáng. Người nào làm chuyện xấu chi đây, tội ác chi đây, rồi cũng sẽ phô bày. Chẳng thể nào lừa dối chi nhau, chuyện cũ bao lâu ta chẳng giấu được đâu. Có ánh sáng ấy, nhẹ nhàng bình minh đang lên chói chang đời. Không như những con bé khác, có một chút gì đó nổi loạn, với lại pha một chút gì đó dịu dàng. Đúng là mẫu con gái tôi chưa từng gặp. Nhưng mà tôi nói nè, bây giờ tôi có cảm giác như nhìn con bé này quen quen, hình như là đã gặp ở đâu rồi thì phải. Đúng không cả? Thôi, mày thì lúc nào mà chẳng quen quen. Nè, tao nói cho hai thằng mày biết, em này á sẽ là của tao, cấm hai thằng bay đụng vô đó. Ồ, vô. Vô cái đi. Vô. Yeah. Mẹ có để lại đồ ăn và canh cho con. Khi nào về nhớ hâm lại ăn nha con gái. Cha mẹ đi ngủ trước đây. Chuyện buồn gì rồi cũng sẽ qua thôi. Yêu con.
Con xin lỗi vì đã làm cho ba mẹ phải lo lắng. Ở đây với anh đi. Em đừng bỏ anh đi mà. Anh yêu em lắm. Ở bên cạnh anh suốt đời nha. Tức thật, mình không biết cô ấy là ai. Tiếc quá. Chào Kha, tới sớm vậy em? Em chào chị. Em tìm Quốc Diễn có chuyện. Ăn sáng chưa? Dạ ăn sáng với chị Diệp Diễn. Em ăn rồi chị. Quốc Diễn đang ở trong nhà, em vô đi. Dạ. Đến nằm mơ mà tao còn thấy nữa mà. Thôi mày đừng có nói mấy chuyện thiếu muối đó nữa được không? Nè, mày nhất quyết phải tìm bằng được thiên thần đó cho tao. Mày hiểu chưa? Cần bao nhiêu á, tao lo. Được chưa? Rồi vậy đi. Có gì nhớ báo cho tao liền nha. Bạn Hiền, tới chị sớm vậy? Bộ nhớ tao hả? Bớt bớt đi giùm tao. Cái thằng qua rủ mày. Lát qua trường đua mới về một con xe ngon lắm. Ê, tao thấy á, mày cũng ngộ lắm nha. Coi vậy á mà không phải vậy. Là sao? Thì á, thích mấy chỗ sôi động mà cứ mỗi lần đi ba đi búp á là cứ y chang như mấy ông nhà sư vậy. Sư nào rảnh mà tới mấy chỗ đó. Mà ai nói mày thích tốc độ thì liên quan gì tới sôi động? Rõ ràng hai việc đó đi. Thì tao nghĩ vậy thôi. Có gì làm căng với gì bạn. Mày có nhớ em thiên thần hôm qua không? Ở đâu mà ra con nhỏ đẹp dữ vậy trời. Tới nằm mơ mà tao cũng thấy nữa. Công nhận là đẹp thiệt. Là cá tính nữa. Nãy tao mới nói chuyện với thằng Thế Nghị xong. Nhờ nó tìm hả? Chứ còn gì nữa. Mày nghĩ coi. Hàng ngon vậy, dễ gì tao bỏ qua. Tao cũng mong là được gặp lại một lần nữa. Ê, tao nói cho mày biết nha. Hàng của ai người đó xài, không có dùng chung nha mày. Đồ ăn sáng xong rồi đó. Vô ăn sáng với chị luôn đi. Cảm ơn chị hai. Mày thấy chị hai tao chưa? Tuyệt vời nhất là chị hai của tao. Luôn lo lắng cho em của mình. Chỉ giỏi nịnh thôi. Em nói thiệt mà. Mà hỏi thiệt chị hai nha. Giữa nịnh thần với gian thần, chị thích ai hơn? Không chọn ai hết, chọn em chị thôi à.
Thôi, thôi, mày thấy không? Em thấy chị á mới là người ngọt ngào nhất á. Ê, chờ xíu nha. Xong rồi tao thay đồ đi với mày liền. Mày cứ thoải mái đi, tao chờ được mà. Tụi chị vô ăn sáng nha. Dạ chị. Ủa này chị nấu món gì vậy? Mì gói đó. Chị lúc nào cũng lo cho em hết. Dạ em chào chị. À chị chào em. Chị ơi, ở đây mình có loại búp bê American Girl Doll không? À chị có á. À, à chị còn. Ở đâu? Đây đây đây. Dạ. Đây nè em. Đây em xem à, đây con này hả? Nè. Dạ. Chị còn một con duy nhất á. Dạ. À cái này là bản giới hạn đó em. Ồ vậy hả chị? Ừ. Với mình thì chẳng có chút ý nghĩa gì cả. Sao lại thích đi sưu tầm những thứ như vậy được chứ? Đúng thật là khó hiểu mà. À chị ơi, xem thấy tóc nó rối á. Có gì chị làm gọn gàng giúp em nha. Dạ okay, em lấy con này. Rồi để chị làm cho. Dạ. Quá wow, nhiều búp bê quá mẹ ơi. Con thích không? Dạ thích. Con lựa đi. Dạ. Con thích nào mẹ mua cho con. Mẹ của con đúng là số 1. Wow đẹp quá à. Đẹp quá mẹ đẹp ơi. Đẹp quá con. Con lựa đi. Con thích wow, cái nào thì mẹ mua cái đó cho quá. Con con nào con cũng thích hết á. Mẹ, con này đẹp quá nè. Con thích không? Dạ con thích. Một người mẹ được tổng hòa từ tất cả mọi thứ đẹp đẽ nhất trên đời này. Nhìn đáng yêu thôi. Mình cũng muốn có lắm. Con thích con này lắm hả? Nhưng mà chẳng bao giờ có được. Mẹ mua con này cho con nha. Dạ. Trời ơi, cưng quá à. Dễ thương nhìn quá. Dễ thương ghê. Của em xong rồi. Hoa đẹp. Chị gửi quá. Em. Em cảm ơn chị. Của em bao nhiêu vậy chị? À, của em 1 triệu. À, dạ. Đẹp quá con ha. Em gửi chị. À, chị em cảm ơn nha. Dạ. Chị chào em. Đẹp quá con ha. Dạ con biết rồi. Anh. Ừ. Ở đây quán cà phê chứ không phải khách sạn. Tại sao đừng làm vậy? Bữa nay anh sao vậy? Đâu phải lần đầu em không ăn trong quán đông người đâu. Bữa trước khác, bữa nay khác. Anh làm em bất ngờ đó nha. Một tay nổi tiếng săn gái nè, mà hôm nay tỏ vẻ hiền từ. Chuyện động trời quá à. Uống gì không? Gọi đi. Không, mất hứng rồi. Bút xe về đi. Anh nghĩ gì vậy? Không đủ chứ gì. Nè. Em quen anh á là vì thương anh, chứ không phải vì tiền của anh đâu. Tại anh không vui nên em chiều anh đó. Em đi cho anh thoải mái nha. Thế Nghị, cái chuyện nhà mày sao rồi? Dạ, 500 anh em đang tỏ ra đi kiếm nè anh. Nè, nhất định phải đẹp cho bằng được cô gái đó cho anh, biết chưa? Nghe nè. Em biết rồi. Nếu em tìm được đó, anh sẽ thưởng thêm cho em. Ừ? Ok anh trai. Đại ca. Nè. Cho ly cà phê đá em ơi. Dạ. Có chuyện gì mà gọi thằng em gấp vậy đại ca? Sao rồi? Dạo này làm ăn được không? Dạo này đói lắm. Anh có kèo gì hay cho thằng em theo kiếm miếng cơm với. Kèo thì có đó. Việc nhẹ, lương cao. Nhưng mà ăn chia 7-3 nha. Trời ơi, hay quá. Cụ thể là gì vậy đây ca? Nè. Cái này là cái gì? Camera. Anh đừng có giỡn với em hoài đại ca. Đâm thuê chém mướn hay chặt tay chặt giò em còn làm được, chứ bắt em đi quay ba cái đám cưới đám mà thì thôi thua đại ca ơi. Cái thằng này quay mấy cái thứ đó làm gì có tiền.
Em không hiểu đại ca nói cái gì hết. Nói rõ là cho em nghe đi. Tao nói nghe nè, bây giờ mày đi đến những cái khách sạn gần đây, rồi bí mật gắn vào những cái góc nào kín kín, càng kín càng tốt, có hiểu không? Nhưng mà nên nhớ là phải quay vào giường, hiểu không? Quá đơn giản, thằng em mà thả tay á, một phát là xong. Nếu mà làm tốt á, thì không những có phim hay để coi, mà còn có rất nhiều tiền nữa. Đại ca cứ yên tâm, em sẽ phụ sống hết mấy khách sạn ở đây cho đại ca. Ê, dạo này thảnh thơi quá ha. Ủa, anh là ai vậy? Mày không cần biết tao là ai, nhưng mà tao biết mày. Chắc anh lộn tôi với ai đó. Tôi với anh chưa bao giờ gặp nhau mà quen biết gì. Làm sao mà làm được? Tao còn có hình ảnh của mày luôn. Nè, mày coi đi, Full HD luôn đó. Ê, ủa anh, ở đâu anh có cái clip này? Mày đừng có hỏi, bây giờ mày muốn ổn thỏa không? Nếu không tao sẽ tung lên mạng, cuộc đời mày sẽ tiêu đó. Ơ, anh, bây giờ anh muốn sao? Tao muốn chiều nay 3 giờ chiều, cầm tiền ra ngã ba Gò Mã gặp tao. Vậy nha. Ủa, Dung, mới tập xong hả? Dạ. Nè, uống nước đi. Cảm ơn anh. Cái gì vậy trời, chung đội mà làm gì khách sáo dữ vậy? À, không, tại em... Sao? Em... không có gì đâu anh. Nè, hôm nay em tiến bộ dữ lắm nha. Nghe mọi người nói là bắn súng bách phát bách trúng nha. Em chỉ học hỏi từ anh thôi. Làm tốt đó. Người ta nói khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ, tự kiêu một chút đã là nhiều mà anh. Khiêm tốn quá nha. Em làm anh bất ngờ đó. Em làm anh bất ngờ hả? Ừ. Đứng trước mặt của anh ngày hôm nay á, vẫn là em, nhưng mà nâng cấp một phiên bản mới. Là sao em không hiểu? Em vẫn là em mà. Đúng, em vẫn là em. Nhưng em không phải là em. Anh nói cái gì khó hiểu quá vậy anh? Rồi thời gian em sẽ hiểu. Hả? À, chờ anh chút nha, anh nghe điện thoại cái đã. Alo. À, rồi biết rồi, anh sẽ tới liền ha. Ok, được rồi, vậy nha. Anh có chuyện phải đi rồi, gặp lại em sau ha. Dạ, em chào anh. Chào anh. Mày giỡn mặt cho tao hả mày? Mày biết là tao chờ mày nãy giờ không? Mày dạ. Đến trễ 1 phút 30 giây. Chậm một chút xíu nữa thôi là tao cho mày nổi tiếng luôn đó. Tiền đâu? Dạ anh thông cảm cho em đi. Tiền bạc dạo này làm ăn khó khăn lắm, em xoay sở không có kịp. Được bao nhiêu mà được đây? Con nhiều đây nè.
Ê mày giỡn mặt tao hả mày? Sao có 23.500.000 còn 1.500.000 nữa đâu? Dạ gấp quá em xoay không có kịp. Mày có tin tao cho mày đổi tiếng không? Dạ anh ráng chờ em vài bữa nữa đi. Em xoay sợ tiếp rồi à, tao không cho. Có nói nhiều với mày. Bây giờ tao lấy 500.000 này tao trả lại cho mày. Mày cầm đi, tiền này là tiền đi xe ôm. Ngày mai đúng 3 giờ ngày mai mày đem tiền lên đây. Còn không á tao cho mày đổi tiếng. Nhớ đó. Dạ. Trời ơi. Chị có sao không? Vì chi? Ta 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 ta. Thương nha. Chị thực sự không hiểu nổi em luôn á. Em dám chọn một cái nơi xa trung tâm để ở, mà đã vậy ngay trong hẻm cục nữa, vừa sâu vừa xa rồi còn nguy hiểm. Em hay là qua ở với chị đi, có gì hai chị em mình ở chung cho vui. Thôi chị biết tính em mà. Nói chuyện với mấy đứa lỗ tai kim loại như em á thì coi như cũng chỉ là dư thừa thôi. Nè, hay là chị uống gì không, em lấy cho chị nha. Thôi không có uống. Bộ chị nói gì em không có nghe hả? Ừ, thì nghe. Nhưng mà em thích ở mình à. Em không thích dựa dẫm với ai hết đó. Chị có nói em dựa dẫm với chị đâu. Nhưng mà em thấy em sống ở đây vậy cũng hay mà, có gì đâu. Chắc hay, hay chỗ nào đâu, chỉ tôi coi. Ừ, thì hay là em chọn sự cô đơn. Cô đơn nó thích hợp với em. Coi như là em tôn trọng cái sự yêu thích của em vậy đó. Ủa, nhưng mà em không thấy nãy chuyện gì xảy ra với chị hả? Lỡ mà xảy ra chị, trời ơi, sao mà không thấy? Lúc đó em còn... Thôi, chị yên tâm đi. Không phải ở một mình á là sẽ bị cô đơn đâu. Có đôi khi ở một mình á, nó còn làm mình mạnh mẽ hơn luôn á. Chị hiểu không? Mạnh mẽ hơn. Thôi, nói chung á là chị góp ý kiến riêng cho em thôi. Còn việc ở hay không á là chuyện của em. Yeah. Mới đúng là chị của em. Em yêu chị nhất nha. Thôi, đừng có đụng tôi nữa, mệt quá. Chị, mà sao chị biết em thích con búp bê này mà chị mua cho em vậy? Nghĩ sao vậy em? Chị của em mà, em ơi. Dạ. Quay qua chị nói nghe, bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi búp bê gì? Thì sở thích của em từ nhỏ là chơi búp bê mà chị. Đâu có ai cấm chơi búp bê đâu. Rồi tính chơi búp bê tới già luôn hay gì? Thì người ta cũng đâu có quy định độ tuổi chơi búp bê. Em chơi búp bê tới già luôn. Bó tay với em rồi nha, không nói nữa. Em hiểu ý chị, nhưng mà chị cũng biết rồi đó. Thôi, chị hiểu rồi. Ai rồi cũng sẽ tìm thấy một nửa của mình đúng không? Trời ơi, tôi quá hiểu cô rồi cô ơi. Thì đúng. Nhưng mà em là em chưa có tìm được một nửa của em thôi. Sau cái vụ thằng cha kia, em chán ngán rồi đúng không? Thì chuyện đó tính sao đi chị, tới đâu hay tới đó. Trời ơi em ơi, quá khứ rồi. Sẽ nhắc, làm lại. Thôi, mấy cái chuyện đó là mấy cái chuyện buồn, đừng có nhắc lại nữa được không? Ok. Nhưng mà còn chị thì sao? Chị? Chị á? Chị? Ừ. Thì cũng thất tình. Chạy hả mày? Chạy hả? Buông ra. Ngồi đi. Mày trốn hả con khốn? Mày đứng dậy coi. Đi vô đây. Buông tôi ra. Làm gì vậy? Mày làm gì vậy? À.
Cô có sao không? Sao cô không chọn một công việc nào khác? Tôi cũng muốn chứ bộ, nhưng mà vì cuộc sống mưu sinh nên tôi đâu có sự lựa chọn khác. Năm 16 tuổi tôi bị trai giường tôi cưỡng hiếp á. Xong rồi tôi kể cho mẹ tôi nghe. Nhưng khi mà tôi kể ra, mẹ tôi thì lại nghĩ là tôi cố ý quyến rũ ổng. Bà không tin những điều tôi nói là thiệt. Bây giờ anh định làm gì? Những cái độc ác thì phải trả giá. Anh, lúc nào anh mới quay trở lại vậy? Cảm ơn em vì tất cả. Anh chị cũng đã từng yêu. Yêu hả? Lần đầu tiên em nghe chị kể chuyện tình yêu luôn á. Và chị cũng đã từng chờ đợi. Vậy hả? Em nghĩ là chờ đợi thôi có gì đáng sợ đâu. Giờ chỉ cần mình yêu, mình thật lòng với nhau thì mình chờ đợi nhau thôi, đâu có gì đâu chị. Chị sao vậy? Dường như là mối tình trong quá khứ của chị sâu đậm lắm hả? Chờ đợi không có gì là đáng sợ hết. Mà đáng sợ chính là không biết chờ đợi đến bao giờ. Đây lượt mày. Ê, chào cả nhà. Sao giờ mới tới? Ê, chào bạn. Ôi, tới trễ chỉ có chút công việc. Sao, tình hình sao rồi? Hay làm tí độ ha. Sao, vẫn như mọi hôm hả? Ông định đặt kèo nào đây? À, gấp đôi đi. Ok, chơi thôi. Kèo. Hôm nay tập cái gì? Cố lên, cố lên. Đi đâu? Đi uống cà phê nha. Ok, đi liền. Tặng Di nè. Ủa, sao hôm nay lại tặng Di vậy? Quà cảm ơn. Quà cảm ơn hả? Ừ. Thì cảm ơn Di khoảng thời gian vừa qua đã ở bên cạnh Dung. Thiệt sự thì nếu như mà không có Di thì Dung cũng không biết vượt qua làm sao nữa. Trời ơi, cô bạn của tôi hôm nay lạ lắm nha. Có gì đâu mà lạ. Thì hôm nay là một ngày đẹp trời, xong rồi tự nhiên mình thích đặt một món quà xinh đẹp cho người bạn xinh đẹp của mình. Vậy suy cho cùng, không phải là đến trước hay đến sau, mà người đã đến rồi sẽ không bao giờ bỏ đi nữa, đúng không? Chính xác. An Di của mình nói chuyện thật chí lý. Vậy thì Di sẽ nhận món quà này ha. Nhưng mà hôm nay Di sẽ mời Dung ha. Không được dành trả tiền đâu đó. Ok, mình đâu có dành đâu, yên tâm. Nhưng mà thôi, hôm nay là ngày đặc biệt thì mình sẽ nhường cho Di cái quyền chọn món cho mình. Di chọn gì cũng được hết.
Wow, wow, hôm nay bạn tôi chơi lớn rồi nha. Chứ là sao? Cố lên anh. Cố lên anh. Còn một trái nữa thôi là mình chiến thắng rồi. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên anh, cố lên, cố lên. Yeah, 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 yeah. Đánh hay quá thế anh ơi. Sao? Như tôi hả? Chúc mừng nha bạn. Thôi, đừng có buồn. Hôm nay nó sùng quá. Thôi, chạy mới đi. Ok. Vũ là chính mà. Đánh trước kìa. Ok ok. Ê. Mấy anh đánh hay quá ha. Không ra đi đâu mà. Thấy chưa? Thấy anh chưa? Tới đây anh đánh đó. Giỏi không? Hay quá. Hay quá. Vậy đó là câu chuyện của Di và anh chàng nào đó mà Di nói đó hả? Di cũng không ngờ là mình lại có tình cảm nhanh đến vậy. Cố lên anh Diễn thôi. Trời ơi. Yêu gì mà yêu dữ vậy trời. Nghĩ đi. Anh Diễn. Vậy là sao vậy? Sao vậy? Chạy nó đi. Kịp đi. 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 Tôi đi nha. Bye bye bà. Chuyện đó thật sự rất là đặc biệt. Chuyện sao đặc biệt vậy? Vì Di không nghĩ là mình lại có tình cảm nhanh đến vậy. Tình cảm nhanh hả? Cái kiểu tiếng sét ái tình đó hả? Di tin hả? Thật ra Dung không có tin tiếng sét ái tình nha. Dung nghĩ tiếng sét ái tình đó, nó giống như là chỉ có trong văn học hoặc là trong những cái câu chuyện mà truyền từ đời này sang đời khác thôi, chứ không có thật. Vậy thì Dung phải tin Di, bởi vì Di đang là người trải nghiệm thực tế mà. Vậy á? Thì mới vừa trải qua lần đó đó. Cái lần đó là lần nào? Cái lần mà Di gặp anh ấy đó. Anh ấy là ai? Thì là cái hôm bữa mà anh ấy để giúp mình bắt cướp đó. Trong tâm trí của Di bây giờ lúc nào cũng hiện hình ảnh của anh ấy hết đó. Trời ơi, như vậy có nghĩa là thích lắm rồi nha. Chắc là vậy đó. Vậy còn không biết cho người bạn thân này xem mặt coi như thế nào nữa. Ủa? Di tưởng là Dung phải biết anh ấy chứ. Trời ơi, sao tự nhiên Di tưởng Dung biết, sao Dung biết được? Cái lần mà An Di bị giật đồ rồi anh ấy bắt cướp giúp Di đó. Dung không có nghe nói gì hết đó. Nè, Dung coi đi. Chuyện gì vậy? Sao chuyện gì mà buồn chứ vậy? Mày lại bận ngồi nhớ người yêu rồi à? Em lắm. Thôi mình cứ đi tới đó chơi đi. Ý này hay đó. Cũng được đó. Bây giờ vậy, hay là anh em mình đi đâu chơi đi? Đi bar cũ đi. Cũng được. Thôi đừng có bài nữa, vô. Ok, vô. Anh đi nha. Vậy làm cái gì đi ba mà mặt buồn hiu vậy? Đang vui quá trời. Tụi bay vui chứ ta đâu vui. Sao nó kỳ vậy? Thôi về trước.
đáng vui mà. Vậy hả? Cái thằng này dạo này làm sao ta? Lên là lên là lên. Dạ, con đồng ý với chú. Đó là câu chuyện mà sau này chúng ta phải làm rõ hơn. Dạ, con hiểu rồi. À, mà có chuyện này. Sao vậy chú? Về chuyện Tuyết Dung, con phải chủ động nắm bắt, hợp sức và hỗ trợ cô ấy. Dạ, báo cáo chú, là một người đội trưởng, con đã và đang giúp thành viên trong đội của mình trở về với công việc bình thường. Tốt, tốt lắm. Con không phụ lòng tốt của chú. Con cảm ơn chú. Mọi người. Dạ. Giám đốc. À, giám đốc có vài lời muốn chia sẻ với mọi người. Chào giám đốc. Chào các đồng chí. Sau khi phá xong một vụ án hóc búa thì cảm giác của các đồng chí như thế nào? Dạ, rất là tuyệt ạ. Dạ, sau đó lực lượng của chúng ta sẽ tiếp tục phá giải những vụ án khác để không phụ lòng niềm tin yêu của người dân ạ. Nói hay lắm. Người dân đang mong chờ vào chúng ta thì nhiệm vụ của chúng ta là gì? Là phải giữ gìn sức khỏe thật tốt, giữ gìn phong độ thật tốt để giữ cho xã hội sạch và đẹp và an toàn, đúng không? Dạ. 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 Thôi, tạm biệt các đồng chí. Cố gắng lên nha. Dạ. 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 Chú có việc cần gặp đồng chí Mẫn, con qua phòng với chú. Dạ. Ừ. Dạ, chào chú. Nhìn gì mà đắm đuối quá vậy? Ui da. Cho chừa. Chừa gì, người ta giỡn xíu thôi. Giỡn gì, bây giờ không đúng lúc. Chứ bao giờ mới đúng lúc? Cũng chưa biết, nhưng mà không phải bây giờ. Ủa, bộ đang có tâm trạng gì hả? Cũng không có tâm trạng gì hết đó. Thật ra em chỉ muốn yên tĩnh một mình chút thôi. Vậy thôi. Vậy em cứ yên tĩnh đi. Khi nào cần thì hú chị. Chị sẽ có mặt ngay lập tức. Cảm ơn chị nha. Vậy nha. Ủa, nghĩ sao nhìn mặt thê thảm vậy? Mày nhìn ly cà phê của tao đi. Tao uống hết rồi mà vẫn không thấy gì. Mày nhìn không khí ở đây coi, có gì vui không? Bình thường nó vui lắm á. Em đã đi khảo sát mấy tuần rồi mà. Gái đẹp mi nơ chân dài nó ra vô nùm nướp nùm nướp. Nói thiệt, thế nào trong đó cũng có thiên thần mà nói với em á. Mày có chắc chắn là có cái bé thiên thần tình yêu của tao ở đây không vậy? Không có, em cam đoan mà. Tự nhiên bữa nay anh tới nó trốn đi đâu mất tiêu chừng. Tao lâu, mày làm mất nhiều thời gian của tao lắm á. Tao dẹp đi. Cứ từ 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 từ. Lỡ tới rồi mắc gì nóng. Tắm cái cho mát nghe. Mày muốn tắm hả? Tắm một mình mày đi. Ủa anh Diễn. Anh Diễn. Anh Diễn. Anh Diễn. Ủa, rồi chào cà phê này ai trả không nội? Thôi, đủ rồi, đủ rồi. Mày đánh ông chết đi. Tao với mày không có một xu, hiểu chưa? Mày biến tính tao rồi. Nóng, nhưng mà nhát. Rồi mày tính giải quyết ông già này sao? Mày đứng yên đó, để tao làm việc. Nếu mà mày biết điều sớm á thì mọi chuyện đâu có phức tạp như vậy. Tao đâu có đánh mày. Tao đánh một mình tao, thêm thằng này nó đánh nữa là mày tới công chuyện rồi đó. Ngày này năm sau là đám giỗ của mày luôn đó. Mấy anh có lộn không? Tôi với mấy anh đâu có ăn quán gì đâu.
đâu có hình quán. Lộn, sao lộn được. Nè, tự coi đi. Một cơn gió ngâm nhìn anh yên vui và hạnh phúc.